Trấn Thành lại bị ném đá vì màn đùa giỡn kém duyên khiến thí sinh LGBT và Kharis sượng trân. Màn đối đáp của Trấn Thành và thí sinh cuộc thi Grab hot nhất hiện nay đang trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Một số khán giả cho rằng Trấn Thành đùa giỡn kém duyên. Ngày 27 tháng 5 vừa qua, chương trình Grab hot nhất hiện nay đã chính thức lên sóng, thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Cuộc thi năm nay nhận được khá nhiều phản hồi tích cực nhờ những thay đổi hợp lý trong nội dung cùng sự xuất hiện của dàn huấn luyện viên mới toanh để đem lại làn gió mới cho chương trình. Lên sóng chưa được 10 tiếng, tập 1 của chương trình này đã nhanh chóng thống lĩnh top trending YouTube. Giống như hai mùa trước, Trấn Thành vẫn đảm nhiệm vai trò MC của chương trình. Nam MC nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cách dẫn dắt hài hước dí dỏm đặc trưng. Nhiều người nhận xét chương trình rap này là phải có Trấn Thành thì mới hấp dẫn. Tuy nhiên, một chi tiết gây tranh cãi bất ngờ nổ ra trên mạng xã hội ở phần thi của Pháp Kiều, thí sinh cá tính thuộc cộng đồng LGBT. Ngay từ khi xuất hiện, Pháp Kiều đã nhận được sự chú ý lớn nhờ ngoại hình fancy cùng phong cách rap vô cùng ấn tượng. Anh chàng được cả 4 vị huấn luyện viên B-Ray, Kharis, Thái, VG và Big Daddy bấm nút lựa chọn và nhận được tới 98% bình chọn của khán giả. Giám khảo Justity nhận xét, đây là thí sinh rapper LGBT đầu tiên trong lịch sử được tất cả các huấn luyện viên và giám khảo đứng lên ủng hộ như thế này. Đây chính là thành công của em. Trong phần giao lưu, Trấn Thành đã hỏi Pháp Kiều một câu khá riêng tư khiến nhiều người tranh cãi. Trấn Thành nói, cái dàn này hiện nay là MTN nào nhiều nhất? Pháp Kiều trả lời, em nghĩ là hợp về ai thì ban giám khảo là người biết nhiều nhất và đưa em về độ của người đó thôi. Trấn Thành tiếp tục hỏi dồn, riêng gu em là gì? Lúc này thí sinh nở nụ cười khá sượng và không trả lời câu hỏi của nam MC. Riêng Trấn Thành vẫn tiếp tục đùa, gu em là Kharis mà em ngại nói đúng không? Khiến cả Kharis và Pháp Kiều đều tỏ ra khá ngại ngùng. Trên mạng xã hội, câu đùa của Trấn Thành nhanh chóng nhận được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Trấn Thành khá vô duyên với câu hỏi riêng tư như vậy. Trái lại, một số khác lại khẳng định netizen đang quá nhạy cảm bởi Trấn Thành chỉ đang cố gắng kết nối thí sinh và dàn ban giám khảo. Một số bình luận của cư dân mạng vô duyên mà nghĩ mình hài hước, đùa không vui, cả Kharis và Pháp Kiều đều sượng trân, nghĩ đơn thuần là giải trí cuối tuần cho khỏe người sao mọi người nghiêm túc quá vậy. Thấy bình thường mà có gì đâu, Trấn Thành chỉ đang điều hòa không khí kết nối giữa thí sinh và ban giám khảo thôi. Thích nghiêm túc thì bật thời sự mà xem. Bao nhiêu lần vạ miệng rồi vẫn chưa chừa nhỉ? Suốt ngày luôn người khác đã làm trò đùa bảo sao bị ném đá. Ngoài phần giao lưu được cho là kém duyên, Trấn Thành còn khiến khán giả không khỏi chú ý bởi tạo hình ngày càng lạ lẫm. Ở 11, Trấn Thành diện vest bảnh bao thư sinh. Tuy nhiên ngoại hình có phần hơi hiền của anh khiến nhiều khán giả cho rằng không phù hợp để anh dẫn dắt một show nhạc rap cần phải có sự trẻ trung mới mẻ. Trong vòng bứt phá, nam MC còn từng gây chú ý khi xuất hiện với kiểu đầu nắm khá hài hước. Sang đến mùa 2, Trấn Thành đã lắng nghe lời khuyên của người hâm mộ khi làm mới hình ảnh với phong cách sáng tạo hơn. Nam MC để râu nhưng vẫn diện vest vô cùng chỉnh tề, còn cầm theo quyền trượng lên sân khấu để tạo nét độc đáo. Đáng chú ý, kiểu tóc dài được vuốt ngược ra phía sau của Trấn Thành cũng chính là điểm nhấn. Ở mùa 3, nam MC để râu đeo khuyên tai cùng một bộ trang phục đen lạ mắt, kiểu tóc nhuộm bạc. Với tạo hình này, ông xã Hardywin tự gọi đây là phong cách ông chú tôi. Với tạo hình mới, khán giả thích thú trước sự thay đổi hình ảnh của Trấn Thành so với trước đây nam đạo diễn nhà bà nữ trông ngầu hơn nhờ bộ râu.